cái cổng còn hẹp, cổng 4 cổng nên mà tại bà nói nhầm thôi chứ cái ngõ lên ấy hắn hẹp hơn. Quay con phải nhìn coi con quay các bạn là con quay về nó nói với người ta này là phải quay cái mặt quay lại cho mình này, chỉnh ống kính lại. Đó, bẻ ngược cái camera ra. Bẻ quay về sang. Ví dụ mình muốn đây, đúng rồi, đấy, cụp lại. Đấy. Đừng có cầm một cái mắt camera là hắn sẽ bị mờ. Hắn bị mờ nữa đi. Đó. Bây giờ mình đi xuống đúng về rồi, quê nhá các bạn. Bây giờ mình đi về quê đây. Ok. Quay về quê để mình đi thăm ông nội, à không, đi thăm, không phải đi thăm là mẹ mình đi xuống luôn, nhưng mà mẹ mình lại đi thăm ngoại, tức không ở với mình mà đi quê đâu. À đó là mẹ của Ben là phải đi thăm ông ngoại trong Gia Lai. Trong Gia Lai ở thành phố đúng không? Thành phố Pleiku. Pleiku là Pleiku. Đó, bây giờ mình chưa bắt đầu đi, mình sắp bắt đầu đi, chờ mẹ mình một tí là đi nha các bạn. Chiều ba đang còn hạ đồ, ba đang mất mớ rồi. Ba lại bỏ không? Ba không bật cái nhạc ở trong điện thoại. Bật nhạc sao bản quyền, đánh bản quyền. Đang quay là sau quay vô là người ta đánh bản quyền, không bật nhạc. Nếu mua mình không quay thì mình bật nhạc đó. Yeah. Tức bật nhạc là người ta có đấy kiểu các đồ này, đồ ở nhà mình này, không có gì này. Rồi camera hành trình này. Đây camera hành trình của mình nha. Xe này, rồi nước hoa này. Nước hoa vào. Nước hoa này, gương này. Gương này và còn chiếu cái nữ này chứ. Kia là cái đồng hồ kính hát chiếu lên này. Còn đây là cái đèn để mình nói ra anh em. Mình nói nếu bật nhạc lên nó sẽ bốc lên. Cái đèn gầm là bên con không có cái gầm đó. Vâng. Đèn gầm chứ. Xe của tao xịn sò. Dạ. Vâng. Cháu phải chỉ cháu lên mà. Bye bye. Cháu đang quay nè. Điện cho chú nữa mà. Cứ việc gì điện cho chú. Vâng. Cảm ơn. Bye bye ông nha. Chào ông. Đâu mà cháu lên. Ông mở tay ra hôm nay kẹt tay á. Giời ông kẹt tay. Kẹt tay cháu mà cho ông một cái là kẹt tay luôn. Ông định bà Ngân cũng bị F0 rồi đó. F0 không à? F0 từ chiều qua thế. Anh Hồng đâu nữa này. Anh Hồng đấy F0 này. Còn bà nó bị nhưng bà không biết là ông nó bị chưa, ông định bị chưa biết. Sao mà thấy nhà ông Định vẫn mở cửa mà. Đã đi mù rồi. Ở nhà cho lành. Hôm nay cháu sợ là sợ người ta đến ạ. F0 nữa nè. Bà Chiến ơi. Bà con. Bà Chiến ơi. Bà con bẻ này. Nha. Con hé một tí cái kính cho con thở. Hé một tí. Có xe của ba. Thế rồi. Chưa lấy. Thì lấy chìa của em đây. Đây này. Không, chị nó chìa bà Huê mua để quên. Cái gì anh đang ra dắt để xe đây này. Thôi để đó chìa lên nó lấy chìa em đem cho anh. Con anh đây nó có cái của nhà. Bên số mũi nắng bên. Mai kiểu số mũi đó. Mở một cái kính ra đây cho hắn đặt bữa. Bài đi tí tí thôi nhá. Úi rồi trời sáng thế. Yeah. Bà Chính ơi, Tết người ta cái lúc Tết thì người ta làm chi mà đẹp ấy nhỉ? Tết người ta chơi bóng nháy rồi, tắt đèn vàng luôn đi. Bóng nháy, người ta còn làm nhà ở chỗ ta còn không phải thành phố mà làm cả đèn đỏ lên xanh giống thành phố nhỉ? Cần phải lên thành phố chứ. Đây là con quay cái như bạn xem này. Nâng cao người ta mới trung tâm hội nghị có sẽ quay đó. Nói đầu là bởi vì chỉ cái camera đó để các bạn nghe này. Đây là trung tâm hội nghị nha các bạn. Còn đây là mình đang đi ở trên đường. Ben đeo khẩu trang qua đi. Để lấy cho Ben cái luôn đây nè. Mà lạnh lên xe là nó mũi. Không cần khẩu trang muốn lúc mô con đau đầu con mới có thể con mới đeo. Đeo chứ lại đau đầu. Đeo không là nó sổ mũi. Đeo luôn vô. Đưa mẹ cầm cho nó. Mẹ cầm mẹ đừng có làm giống nha là hắn mất là các bạn không xem con được nữa. Con quay thấp ở dưới thì chỉ có thấy mỗi cái tầng dưới đây có thấy chị mà. Mẹ ngửa camera lên. Mẹ nhìn vô ống kính không? Mẹ cứ cầm đi. Rồi con không cầm lúc mua con muốn cầm thì mẹ đưa không? Thôi quay này thôi. Để cho Ben quay tí rồi tắt đi rồi lúc mua gần rồi nhau nổi tắt quay. Bây giờ con có tắt luôn. Chào các bạn, đây là vào các bạn là tí nó về nhà ông nội. Quay cái nhà ông nội cho bạn xem. Các bạn ơi, tí để mình nhà lúc mô tí nữa sắp đến nhà ông nội mình bật các bạn lại nhá. Bây giờ mình kết thúc. Quay bàn lái tí cho các bạn. Bây giờ mình kết thúc ở tuần đây thôi. Bye bye. Đây. Đây là con phải quay nhìn đằng sau ống kính thấy được mà, con chỉ phải quay ngược lại cho ba. Không đó, phải, đây. Con nhìn ống kính đằng sau con được quay chuẩn chưa? Quay cái lái này này, con ngồi xuống sao đi. Đó nhìn vào đằng sau đó, thấy là thấy không? Đấy. Đó. Đó ạ. Ok. Bây giờ hẹn các bạn lại video đi nha. Bây tí là mình sẽ bật lại. Ok tắt nè. Tắt có nút đỏ. Bấm nút đỏ rồi mua. Trên đầu á. Quay chưa? Con nút đỏ anh báo chưa? Con bấm nút đỏ, bấm nút bên hông á. Bấm nút đỏ ở trên đầu. Đúng rồi. Bấm nút đỏ đầu là mới quay đó, bấm bên hông nó không quay đâu. Chuẩn bị này. Mà các bạn là úi giời vãi giời. Nhìn thấy mình núi nhà Ben chưa? Các bạn con chưa quay. Ô đây có cái xe bị làm sao đây? Chắc là hết xăng. Giữa dốc với đau ấy. Không đổ xăng, hết xăng ai biết mà. Xe của ta còn lâu, xe của ta còn lên dốc được chứ. Các bạn thấy dốc cao nè, xe mãi bên đây nữa. Đây. Dốc cao nhìn nè, núi cao chưa? Cao hơi bị vành qua mà đang còn thấy loáng này chứ. Đâm tí nó có chuyện màu vàng là hết rồi đó nha. Thấy chưa này? Chưa. Hơn con mới 50. Con mới 50% này. Đúng rồi. Quay đó, này, đường gì ba đi chạy nhanh. Rồi núi đấy. Đó bạn thấy không? Núi cao chưa? Ôi rồi. Ba làm chi mà ôm chứ. Bao làm giúp con đập đầu. Các bạn quay mua dốc này, quay một đường đi. Ui. Đây cũng là dốc luôn. Phải đi đến 4100. Đến 4100 tỷ. Bạn thấy chưa? Phải đi đến vất vả đây. Vất vả đây người ta xây kiểu chi mà cao chứ. Núi những xe như con đây phải đi qua núi mới về được nhà ông nội Ben đó các bạn. Nhà nội Ben là ở bãi dưới gần biển mà nhà Ben thì lại trên núi đây. Nên là bây giờ Ben đang phải vượt núi này, đi lên núi rồi xuống núi này. Răng lại đất nhiều nhở. Người ta chặt cây đi rồi bây giờ người ta chuẩn bị trồng cây ấy. Trồng cây chứ mình nhiều đất chứ. Trồng keo á, nó chặt keo bán đi rồi bây giờ người ta trồng mới nên chặt đất ra. Mẹ ơi, cái lúc chưa có người là hắn đã có cát rồi. Quên hôm nay ông bảo bà mua cân gạo nếp nhỉ, để mai để sáng mai nấu rồi để đem đi để ăn. Rồi có tát đi nhá, không là hết pin nhá. Chắc là sáng mai phải chạy đi mua xôi. Đang còn dốc đi các bạn xem rồi. Chạy đi mua xôi với mua giò thôi. Đây là đoạn dốc còn chỉ đây là đoạn. Đang còn đoạn cua nhiều, các bạn xem đoạn cua các bạn thích. Trên đoạn cua phía đỉnh cả. Con phải tả cho các bạn đấy đó, bạn thấy không? Ui trời ơi. Đó, con cứ gọi điện, mẹ Loan tí đi. Bên quay mẹ Loan cho các bạn xem. Mẹ con Loan đang về đi đâu nói cho các bạn biết. Đây là mẹ Loan của mình nha. Mẹ Loan của mình đang về với mình, nhưng mà mẹ Loan của mình không về với mình. Và mẹ Loan của mình về đi thăm ông ngoại nhá. Đi về thăm ông ngoại. Không là đâu? Ông ngoại ở đâu? Ủa, xe to này. Ông ngoại ở Gia Lai. À, ngoại ở Gia Lai. Ở Gia Lai. Em hôm qua tối qua gọi cho bác đã bắt đầu đi. Lấy cái thuốc đi thì mình đi đến đoạn này. Bị phổi, ung thư phổi á. Nhỏ rồi các bạn. Vâng, thì rồi có tát nhá. Một ấm là uống 2 ngày à? Đi là quay sao?